Đây là câu chuyện kể về cuộc đấu súng và đấu trí kéo dài 51 ngày giữa tên David Koresh, người lãnh đạo một giáo phái có tên là Branch Davidian và sức mạnh của chính phủ liên bang. Giáo phái này kỳ lạ ở chỗ, thay vì họ chữ kinh thánh để truyền đạo thì họ chữ súng để chuẩn bị trong ngày tận thế. Trận chiến miền viễn Tây đó đã diễn ra như thế nào? Tên đầu sỏ David sẽ nhận được kết cục ra sao? Tất cả những thắc mắc đó sẽ được giải đáp trong video recap phim tài liệu do Netflix sản xuất Cuộc vây hãm ở Waco và video này được mang đến cho bạn bởi Content Sang Song và tôi còn Quại. Được chúng tôi tổng hợp và cập nhặt từ nhiều nguồn thông tin. Nếu có gì sai hoặc cần đính chính, các bạn hãy để lại ở phần bình luận phía bên dưới để chúng tôi có thể chỉnh sửa những video sau để đảm bảo trải nghiệm tốt nhất. Hãy xem phim và tự cảm nhận. Trong tập đầu tiên của series phim tài liệu này, nhà làm phim giới thiệu sơ nét về giáo phái nằm giữa đồng không mông quạnh này vào cuộc tấn công giai đoạn đầu của giới cầm quyền vào tổng hành dinh của giáo phái do David Koresh cầm đầu. Cũng giống như những tên lãnh đạo giáo phái cuồng tín khác, david có khả năng diễn thuyết cực kỳ bánh cuốn nên hắn đã thành công truyền đạo hoặc là tẩy não những người đang theo đạo trong khu vực biến họ trở thành những tay sai hết mực trung thành và sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ cần david ra lệnh những người theo đạo trong khu vực đều được dọn đến và sống ở cùng nhau trong một trụ sở nhà thờ chính nằm giữa đồng và cách rất xa trốn đông người nhà làm phim đã sắp xếp để phỏng vấn những người từng là con dân trong giáo hội này ngoài ra chúng ta được nghe thêm những chia sẻ từ những người đã tham gia vào cuộc chiến thời bình này và xuyên suốt bộ phim chúng ta sẽ được nghe rồi hình dung về bối cảnh hỗn loạn diễn ra trong thời điểm đó Trụ sở chính của giáo phái được tọa lạc ở Mount Carmel thuộc thành phố Waco, Texas Bắt đầu từ cô Kathy này Người từng một lòng hướng về Chúa và nhất nhất nghe theo những gì mà David nói Có đây là Heather, người nhà của David Cụ thể David là chú ruột của cô ta Dưới góc nhìn của hai cô này thì giáo phái này thời điểm đó được lập ra và hoạt động như một gia đình và để những người đàn ông trong giáo phái có thể bảo vệ được gia đình này thì họ phải chữ rất nhiều súng đồng thời phải tập luyện sử dụng một cách thuần thục, tại sao họ lại có tư duy kỳ lạ như vậy? Đương nhiên, lý do chính đến từ tên cầm đầu David Koresh. Theo những lời tiên tri mà hắn nói là được Chúa truyền xuống cho hắn, thì ngày tận thế sắp đến, đặc biệt là trụ sở giáo phái của họ sẽ phải hứng chịu ngày diệt vong đó, nên để chuẩn bị đón bão thì họ tàng trữ rất nhiều súng, với nhiều thể loại khác nhau từ hạng nhẹ cho đến hạng nặng, có cả lựu đạn tự chế để giải tán đám đông. David còn nhìn thấy được trong ngày tận thế đó, chính phủ chính là thế lực xấu, tấn công tổng lực vào trụ sở chính của giáo phái texas được biết đến như là một bang hùng tợ với việc mỗi nhà đều có ít nhất một vài vũ khí phòng thân như mỗi nhà ở việt nam đều có ít nhất một đến hai cái xe máy vậy nhưng số lượng ít thì không có chuyện gì xảy ra vì dù gì ở mỹ việc sở hữu súng được xem như một phương pháp phòng vệ còn trong trường hợp ở giáo phái này thì lại khác họ có cả một kho vũ khí hạng nặng đủ để pk bất kỳ lãnh thổ nào dám bố láo và một ngày nọ nhân viên giao hàng ups vô tình nhìn thấy một vỏ lựu đạn nhô ra từ một kiện hàng bị rách giao đến trụ sở to đùng này nên có lẽ nhân viên giao hàng đó đã báo cảnh sát về những gì mình đã nhìn thấy. Sau đó cảnh sát địa phương đã nhờ ATF đến để can thiệp. ATF là viết tắt của Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, tạm dịch là Cục Rượu, Thuốc lá, Súng và Chất nổ. Sau khi nhận được thông tin và xin được lệnh khám xét từ tòa, ATF đã điều tra và ước tính trụ sở này đang tàng trữ khoảng 40 đến 50 khẩu súng với nhiều thể loại và khoảng 100 quả lựu đạn. Thế nên họ đã quyết định sẽ tiến vào bằng phương pháp đột kích cơ động. Văn vẻ Hoa Mỹ là vậy. Cụ thể là họ sẽ tiếp cận từ từ và căn cứ với tốc độ vừa đủ kiểm soát Rồi tìm cách chấn áp sức mạnh vũ trang lớn đó Và tối ưu thiệt hại về người và của Vào ngày 28 tháng 2 năm 1993 Họ đã xin được lệnh khám xét, đồng thời sẵn sàng tấn công để bắt giữ David, rồi tịch thu toàn bộ số vũ khí bất hợp pháp đang được cất trong trụ sở. Cuộc đột kích với quy mô khá lớn này đã không may bị lọt tin ra ngoài để cho vài phóng viên địa phương đánh hơi được rồi tìm tới để mong lấy rồi đưa được tin tức nóng hổi này lên TV đầu tiên. Trong ấn tượng của những người từng tham gia cuộc đột kích đầu tiên đó, thì khu nhà của David Koresh nhìn khá cơ bản, không quá kiên cố, muốn tấn công vào thì cũng sẽ không gặp quá nhiều trở ngại. Rất tiếc kế hoạch tấn công này không may bị mấy tay phóng viên phá. Chuyện là trong lúc tìm đường đến khu nhà của giáo phái thì tay phóng viên đã bị lạc, nên anh ta đã tấp đại vào một anh đưa thư để hỏi đường và làm lộ mục đích của ATF. Nào ngờ đâu người đưa thư đó lại là bố của Heather anh em với david nên lập tức người đưa thư đã chạy về khu nhà để trình báo do tất cả mọi người đã kịp thời để trang bị đầy đủ đồ chơi để sẵn sàng tác chiến may thay atf trước đó đã gài một tình báo vào khu nhà để thám thính tình hình sau khi tình báo thấy david đã hay tin về cuộc đột kích thì anh ta đã bí mật báo tin ra ngoài cho atf biết đội atf lúc đó bên ngoài tỏ ra thất vọng vì có thể sẽ không thể tấn công được vì hiện david đã hay tin họ sẽ tấn công nên sẽ mất đi yếu tố bất ngờ nhưng theo lời trợ lý đặc vụ thì đội atf đang có mặt vẫn phải tấn công nên họ đã lên đồ và lập tức tiến vào cứ điểm của David. Con tay tình báo thì không muốn xui bị lộ thân phận nên đã ra ngoài giờ lấy xe đi đến nhà bí mật để ẩn náu. Không khí lúc này như sắp có một trận chiến căng cực sắp diễn ra. Người trong khu nhà thì hớt hải trang bị vũ khí để tác chiến, bên ngoài thì tiếng trực thăng quân dụng đang tiến đến gần hơn. Theo trải nghiệm của một người trong đội ATF hôm đó cho biết, trận chiến này chắc chắn sẽ rất cam go vì khu nhà có nhiều khu vực mở, đủ để ẩn nấp rồi bắn trả xuống lực lượng bên dưới. Sau khi đã chuẩn bị xong, David chậm rãi bước ra ngoài bằng cửa chính chủ yếu là để thương thảo rằng mọi người nên ra khỏi chỗ này. Đội ATF thì không chuẩn bước và hô lớn. Chúng tôi có lệnh khám xét từ tòa. David nghe xong thì đóng sầm cửa lại rồi đi vào bên trong. Vì cả hai đều không má nào chịu thua má nào nên đã lập tức cho nhau ăn kẹo đồng. ATF liên tục xả kẹo đồng vào các khung cửa sổ. Bên trong khu nhà thì bắn trả lại. Rất tiếc trong cuộc đấu xả đạn này thì phía bên David có lợi thế hơn. Vì họ có sẵn súng máy để đáp trả nên đội ATF hiện đang bị tổn thất. Về mặt nhân lực khi có vài người đã không may trúng đạn Tệ hơn là đã có người rơi vào cơn nguy kịch Vài người đã lấy thang để cố gắng leo vào trong bằng cửa sổ Nhưng họ cũng thất bại rồi trèo xuống từ từ Vì bên trong bắn trả quá rát Quả thật mọi thứ đang diễn ra như một chiến trường Theo lời kể của ông này thì lúc đó ông thấy trên đỉnh tòa tháp của khu nhà lúc đó Thò ra nòng súng Barrett Một khẩu súng bắn tỉa khá quen thuộc với mấy anh em đột kít Và họ liên tục nã xuống đội ATF ở bên dưới Với sức mạnh hủy diệt của khẩu súng Barrett thì chắc chắn các đạo vụ bên dưới sẽ không thể chịu được quá lâu nên đội bắn tỉa phía bên hông đã bắn vào tòa tháp đó để đánh lạc hướng họ cố gắng đổi hướng bắn của tay bắn tỉa trên tòa tháp sang phía đội bắn tỉa của ông một hành động rất dũng cảm đấu súng một hồi thì đội atf bên ngoài đã thiệt hại rất nhiều do thực sự không cân sức cũng may là bên ngoài khu vực chiến trường đã có tất cả những xe cứu thương đang túc trực để hỗ trợ hai hước thay người ở bên trong bắt đầu gọi cảnh sát để yêu cầu atf dừng tay không tấn công nữa cảnh sát trưởng lynch khi đó đã gọi vào để đàm phán với david theo như nội dung cuộc đối thoại được ghi âm thì david lúc này khá tự mãn khi hắn liên tục trách móc lực lượng cảnh sát đàm phán một hồi thì hai bên đều đồng ý nhượng bộ ngưng bắn đám davidian vẫn chĩa súng ra từ cửa sổ còn lực lượng atf lúc này chỉ biết nhảy vào để ứng cứu đồng đội mình ra tình hình bên trong khu nhà cũng không khá khẩm hơn là mấy khi david và ông của heather đều bị thương ông của heather vì mất máu quá nhiều nên đã yêu cầu mọi người tiễn ông đi lực lượng atf từ từ rút ra ngoài hỗ trợ đưa đồng đội đến xe cứu thương để sơ cứu vết thương tình huống lúc này quả thật rất tệ và đau buồn coi như david đã tạm thắng một 0 bạn còn nhớ tay phóng viên báo hại ở trên chứ trong lúc mọi thứ đang hỗn loạn thì hai người đã quay lại được tất cả diễn biến rồi trở về trạm phát sóng an toàn sau đó họ edit đoạn băng ghi hình để chuẩn bị phát sóng tin sốt dẻo này Ít ra họ cũng đã làm được một việc có ích khi đưa được tin tức này lên sóng, vừa đưa được tin tức đến người dân, vừa cho FBI biết về tình hình chiến sự lúc đó ở khu nhà của David. Ông nhân viên FBI này cho biết sau khi xem được tin tức thì ông liền nhận được cuộc điện thoại từ trụ sở FBI thông báo tình hình về vụ đột kích thất bại của ATF gây tổn thất về nhân lực, nên FBI đã ra lệnh lập tức đến Waco để điều tra về sự việc này. Với những gì đã diễn ra thì lúc đó chính phủ đã xem David và đồng bọn là lực lượng khủng bố có tổ chức, nên giờ FBI đã nhúng tay vào điều động lực lượng HRT đến để đàm phán với David. HRT là từ từ viết tắt của FBI Hostage Rescue Team Tạm dịch là đội giải cứu con tin của FBI Vì bên trong khu nhà còn trẻ em và phụ nữ nên FBI đã cử người của HRT Đến để đàm phán với David nhằm đưa họ ra bên ngoài Trước khi có cuộc tổng tấn công quy mô lớn hơn sẽ diễn ra Theo như nội dung cuộc đàm phán Thì David muốn đưa thông điệp rằng hắn là chúa đến với mọi người trên toàn quốc Đổi lại sau khi phát tin thông điệp của hắn thì hắn sẽ thả hai đứa trẻ ra ngoài khu vực xung đột. Đối với việc thương thảo lần này, các tín đồ đang theo giáo phái mà David cầm đầu dần lung lay niềm tin về những gì mà hắn đã thuyết giảng. Lúc này David đã hoàn toàn lộ bản chất ái kỷ đến điên dại của hắn. Vì để đưa lý tưởng của mình ra cho nhiều người biết hơn, hắn đã hy sinh đưa con cái ra khỏi vòng tay của những người bố mẹ đang ở bên trong. Trong một giao kèo cuối cùng, hắn yêu cầu những người ở bên ngoài phải phát đoạn băng mà hắn đã chuẩn bị sẵn, lên đài phát thanh dành cho tôn giáo, đổi lại hắn sẽ từ từ bước ra, theo sau là hàng loạt những đứa trẻ cũng như những con tin khác. Bên ngoài tất cả những lực lượng liên quan đều chuẩn bị sẵn sàng, xe cứu thương và binh lính đều sẵn sàng chờ lệnh, nhưng rồi David trở quẻ, không chịu ra ngoài. Vì theo như lời hắn nói, Chúa vừa bảo hắn phải chờ nên hắn đành phải ở lại chờ ở bên trong mặc cho những người đang đứng chờ sốt vó ở ngoài, rõ ràng đây là một cách để kéo dài thời gian. Đồng thời hắn cũng dõng dạc tuyên chiến với giới cầm quyền khi dám xâm phạm đến vùng đất thiêng liêng của hắn. FBI chắc chắn sẽ không ngồi yên chịu trận khi trong trận đấu súng đầu tiên hắn và đồng bọn đã lấy mạng của bốn đặc vụ ATF, một hành động mang tính khủng bố đối với chính phủ liên bang. Sau khi hắn từ chối ra ngoài chịu tội, thì viên FBI đã tổ chức họp báo để thông báo về kế hoạch sắp tới. Trước đó thông qua đàm phán thì FBI đã giải thoát thành công 18 trẻ em và hai phụ nữ. Và theo như họ điều tra thì biết được bên trong. Còn 20 trẻ em, 47 phụ nữ và 43 đàn ông cần được đưa ra ngoài an toàn trước khi có cơn thịnh nộ của chính phủ giáng xuống khu nhà này. Những người đã tham gia cuộc chiến lúc đó cho biết cuộc đấu tranh bắt đầu trở nên phức tạp hơn so với dự tính ban đầu. Đối đầu với tên lãnh đạo giáo phái đã khó, đằng này giới cầm quyền đã phải đối đầu với tên lãnh đạo có vũ trang hạng nặng và lực lượng binh lính khá hùng hậu sẵn sàng phản công khi cần thiết. Quả thật cuộc chiến này sẽ không thể có kết cục tốt đẹp. Tính đến thời điểm hiện tại thì mọi chuyện đã kéo dài đến ngày thứ ba. Lúc này đã có ba bên cùng nhau tiếp cận khu vực xảy ra xung đột, gồm có người đàm phán, lực lượng ATF và lực lượng FBI. FBI đang chuẩn bị chiến thuật di chuyển đến Gara nơi cách khu vực trụ sở của david không quá xa và người đàm phán lúc đó thì không hề biết về động thái tiếp theo của fbi và atf nên anh ta tỏ ra khá hoang mang những con dân bên trong khu nhà thì đang vô cùng lo sợ david thì trang bị vũ khí cho họ để đề phòng trường hợp xấu nhất sẽ xảy ra điều tệ nhất là hắn đã đưa cho cô Kathy một quả lựu đạn rồi căn dặn nếu có ai đột nhập thì lập tức rút chốt kết liễu địch và bản thân kèm theo vài cô gái đang ở chung với cô theo như trải nghiệm của cô lúc đó thì cô chỉ nghĩ đó là mệnh lệnh của chúa và cô đang là công cụ của chúa nên phải nhất mực tuân theo trở lại tình hình bên ngoài thì người thuộc lực lượng giải cứu con tin của fbi đã thành công chiếm được gara cứ địa cực kỳ lý tưởng cho cuộc tổng tấn công nếu cần. Thế là FBI lúc đó đã thành công bao vây được David khi phía trước là cứ địa do chính FBI đang chiếm đóng và sau lưng là tay súng của HRT đang đóng quân. Ban đầu thì team đàm phán và team giải cứu con tin đang có những bất đồng quan điểm về cách tiếp cận vào khu nhà đó. Qua ngày thứ tư, cả hai cùng thống nhất vẫn tiếp tục thực hiện những chiến thuật tiếp cận của riêng mình, miễn sao đừng ảnh hưởng đến bên còn lại và hai bên tiếp tục update tiến độ cho nhau. Team đàm phán sau nhiều cuộc gọi và bên trong thì họ đã biết được david sau cuộc chiến ban đầu đã bị thương và họ lập tức lấy đó là mấu chốt để gieo vào đầu hắn ý tưởng nên đồng thuận ra ngoài để hỗ trợ chăm sóc vết thương vì theo họ hắn đồng ý ra ngoài thì cuộc chiến sẽ lập tức kết thúc trong ôn hòa đến mức tim đàm phán còn mong là hắn ngủm luôn càng tốt bởi hắn chính là nút thắt của toàn bộ sự việc này câu chuyện giật gân này sau khi được đưa lên tin tức thì rất được người dân quan tâm nên có vô số phóng viên từ khắp nơi đổ về waco để cố hít càng nhiều drama càng tốt đúng là một cơn sốt truyền thông lúc bấy giờ khi người dân xem được tin tức thì trong số những người xem tin tức có cả những bậc phụ huynh của những đứa con đang là con dân trong giáo phái mà david đang cầm đầu dĩ nhiên họ lo lắng đến nỗi đứng ngồi không yên nên họ đã đến hiện trường và đưa ra nguyện vọng muốn gọi điện vào trong để hỏi Han xem tình hình con mình ra làm sao. Vì lúc này FBI đang kiểm soát tình hình rất nghiêm ngặt nên họ đã lập tức từ chối nguyện vọng đó, tránh tạo ra những rủi ro không đáng có ảnh hưởng đến đại cuộc. Đây sẽ là cuộc chiến dài hơi nên team đàm phán và FBI lúc này bỏ thời gian ra để điều tra về thân thế của David cùng với những tín đồ của hắn nhằm tìm được chút manh mối có lợi nào đó trong cuộc phản công sắp tới. Sau khi tổng hợp thì họ có được background của David như sau. Trước năm 1979 thì hắn là một người rong chơi, trong đó phải có chơi đồ. Vào năm 1979 thì hắn bị suy sụp tinh thần Kèm theo đó là thấy cả ảo giác Cụ thể là thấy bản thân nói chuyện với chúa Dấu hiệu của đồ ngon Hắn lớn lên trong một gia đình không mấy trọn vẹn Có mẹ thiếu niên, bố dượng là một tên tội phạm Hắn học đến hết cấp 2 thì bỏ học Trong khoảng thời gian rong ruổi khắp nơi Thì hắn vô tình gặp được một người phụ nữ Sau khi trò chuyện thì hắn hỏi cô ta Muốn tìm một nơi nghiên cứu khai mở kinh thánh Người phụ nữ đó đã giới thiệu cho hắn đến một nhóm người ở Waco Nhóm người này tự xưng là Branch Davidian Và họ đã hoạt động từ năm 1930 hắn lập tức đến nơi thì được nhóm người đó nhận và làm những việc vặt vì lúc đó hắn chỉ là một người khá ngờ nghịch thú vị ở chỗ trong khoảng thời gian hắn ở đó thì hắn đã làm thân với thủ lĩnh của hội đó là bà louis roden lúc này bà đã 67 tuổi. Đối với nhiều người thì đây là hành vi cơ cẩm khá lệch lạc, nhưng có thể hiểu một cách đơn giản là hắn ta muốn tranh quyền đoạt vị. Khi bà Louis qua đời thì thực sự đã có một cuộc tranh giành quyền lực diễn ra giữa David và con trai của bà Louis. Thời điểm đó David đã bắt đầu sử dụng súng để đấu tranh cho bản thân. Tuy đã bị bắt nhưng vì một lý do nào đó mà hắn đã được tại ngoại rồi trở về khu nhà ở Waco với vai trò là một người lãnh đạo mới của Branch Davidian. Còn con của bà Louis thì bị thương nhẹ nên phải chấp nhận chịu thua. Từng có một đài truyền hình ở Úc đến để ghi hình về một giáo phái kỳ lạ ở Texas nhiều đoạn băng này mà chúng ta đã được biết tên thật của David Koresh là Vernon Howell. Cuối những năm 1980, hắn tiếp tục phát triển việc thuyết giảng, đồng thời cưới vợ cho mình. Cô vợ này chỉ mới 14 tuổi khi lấy hắn, sau đó được khai sáng rằng bản thân phải lấy nhiều vợ, nên từ việc chiếm lấy những cô gái độc thân đến việc cướp vợ của tín đồ bằng cách hủy hôn ước của họ, hắn đều làm hết và hắn không hề cảm thấy điều đó là sai trái tí nào. Đương nhiên các tín đồ chỉ thấy may mắn khi được hắn chọn vợ của mình để lấy, vì đó là phước do Chúa đã ban xuống theo lời hắn nói. Về góc nhìn từ phía những cô gái thì đây như một đặc ân. David dẫn dụ những cô gái bằng cách nói rằng quan hệ với hắn là cách thức để các cô gái ở riêng với Chúa. Bằng phương thức này thì David đã bị cáo buộc là quan hệ với trẻ dưới tuổi vị thành niên, trải dài từ 10 đến 13 tuổi. Đối với những cô gái nhỏ tuổi ở thời điểm đó Thì trong hệ thống tín ngưỡng của họ thì 12 tuổi Cơ thể của họ đã trưởng thành và đủ để cho David lấy làm vợ Quả thực là vô cùng biến thái Quay trở lại với thời gian hiện tại David đánh nước cờ tiếp theo của mình Đó là hắn sẽ thả thêm một bé gái 9 tuổi ra ngoài Nhằm mục đích gia tăng sự tin tưởng của giới cầm quyền bên ngoài Đội đàm phán bên ngoài nghe tin thì lập tức chuẩn bị lực lượng binh lính để đón bé và đưa bé vào phòng của team đàm phán để họ kiểm tra sức khỏe, chủ yếu là để tạo ra thiện cảm tốt đối với bố mẹ đang ở bên trong. Rằng khi được ra ngoài thì bé sẽ gọi vào để báo tin là bên ngoài tốt đẹp như thế nào Tất cả đều có tính chiến thuật cả Đối với một số người trong team giải cứu con tin Thì họ nghĩ sau một khoảng thời gian dài Bị tự nhồi nhét những tư tưởng như vậy Việc David tự huyễn hoặc bản thân là chúa tái sinh Là chuyện không thể tránh khỏi còn đối với team đàm phán thì họ chỉ đơn giản xem David là một kẻ ngốc nghếch. Vào ngày thứ bảy tại cứ điểm đang vây quanh khu nhà của David, trong một lúc đang xem ống nhòm về phía khu nhà thì họ phát hiện trên tòa tháp đang hé cửa để chĩa nòng súng khẩu Barrett về phía họ. Ngay lập tức họ báo về trung tâm nhờ team đàm phán nói vào với David rằng hắn đang định giờ cho gì. Nếu có để nòng súng như vậy, team tác chiến sẽ đáp trả ngay. Sau khi nghe điện từ team đàm phán thì hắn nói ủa đâu có gì đâu, tôi đâu có để gì đâu. Team đàm phán báo lại với team tác chiến thì khi họ kiểm tra lại tình hình thì lúc này nòng súng đã không còn. Rõ ràng đây là một hành động gây bất hòa cho cả hai team đang gặp trục trặc về giao tiếp. Trong ngày thứ 9 của cuộc chiến, David đã tuyên bố rằng bên ngoài hãy chuẩn bị cho cuộc tỉ thí kẹo đồng tiếp theo đi vì bên trong này sẽ chơi tất tay. FBI nghe vậy cũng không đùa nữa, họ điều động xe tăng Abrams từ quân đội đến. Đó là một trong những loại xe tăng chiến nhất mà họ có ở thời điểm hiện tại. Tất cả đều để chuẩn bị cho cuộc chiến lớn sắp xảy ra. Team đàm phán đang có một nước đi khá thú vị để dụ thêm nhiều người tự nguyện muốn được ra ngoài bằng cách quay phim lại quá trình chơi đùa của các bé đã được thoát ra tại một nơi tạm trú giám hộ trẻ em ở Waco. Theo team đàm phán thì khi thấy được thước phim về sự chơi đùa vui vẻ của con mình thì phụ huynh bên trong sẽ cảm thấy con mình ở bên ngoài cần bố mẹ mình ở bên cạnh để cùng nhau hưởng sự hạnh phúc cuối cùng thì cũng đã có một con cá cắn câu và con cá này khá xịn tim đón người bên ngoài đã tiếp nhận một cô gái theo như những gì cô cung cấp thì cô là một thành viên cộng cán của giáo hội và cô nắm tình hình bên trong vô cùng tổng quát và chi tiết nhờ đó đội ngũ bên ngoài đã có thêm thông tin cho cuộc tấn công sắp tới đáng buồn thay cuộc hội ngộ của hai mẹ con đã không kéo dài quá lâu vì sau đó cô liền bị cảnh sát lập hồ sơ rồi tống vào trại với những cáo buộc liên quan đến khủng bố nhắm đến ATF. Đối với team đàm phán thì đây là nước đi vô cùng dại dột. Nó khiến cho những người bên trong sẽ không còn động lực muốn ra ngoài, như kiểu vừa bước chân ra khỏi cửa đã đeo gồng vào cổ ngay. Vậy thì dại gì mà người ta muốn bước ra ngoài? Khi tin tức được truyền vào trong thì David tỏ ra vô cùng tức giận đối với team đàm phán. Hắn dại dột đến nỗi trong đêm khuya đã đứng hiên ngang phơi mình trước họng súng của tay bắn tỉa đang chờ sẵn nhưng rất tiếc tay bắn tỉa đã không bóp cò không phải vì anh ta lưỡng lự chắc đơn giản là vì david đi ra như vậy thì dễ quá đến ngày thứ 12 mẹ của david đã sốt ruột nên bà đã liên hệ để mời cho con mình một vị luật sư khá xịn sò để biện hộ cho david nếu thoát ra ngoài và bị truy tố về những tội danh liên quan khi tay luật sư bắt đầu vào cuộc để hỗ trợ david thì ông ta cũng có quan điểm rằng david nên ra ngoài để cùng ông chiến thắng trước tòa chứ không phải là dùng kế hoãn binh để chịu trận rồi sẽ phản công bằng vũ trang. Team đàm phán nghe thế thì cũng rất mừng rỡ vì họ cũng muốn tối thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất và cách của vị luật sư đang thể hiện khả năng đó vì nó hướng tới giải pháp hòa bình không cần dùng đến sức mạnh vũ trang để công kích nhau bẵng đi một thời gian trong ngày thứ 22 của cuộc tác chiến người đại diện của david cho biết chuẩn bị sắp sửa có khoảng 20 người sẵn sàng tự nguyện ra ngoài sau khi đón người thành công thì team đàm phán vô cùng mừng rỡ như chút được gánh nặng bấy lâu nay còn đội giải cứu con tin sau khi biết tin đã lái xe tăng rồi cán nát vài chiếc xe trước thềm khu nhà của david thêm một hành động khó hiểu nữa đến từ fbi Họ nói rằng với áp lực vô cùng lớn đến từ nhiều phía, cộng thêm việc tính đến thời điểm hiện tại FBI đang đốt một triệu đô mỗi ngày cho việc tác chiến ở đây nên đối với chỉ huy đội thì bấy nhiêu người được thả ra là chưa đủ ngay trong đêm hôm đó đội giải cứu tiếp tục bày trò tấn công thính giác với những người bên trong khu nhà họ cho đặt giàn loa cực đại rồi phát những âm thanh mà chắc hẳn sẽ khiến bạn phát điên đội đàm phán ngày càng hoang mang hơn với những quyết định đó của chỉ huy đội nhưng giờ họ cũng đành chịu vì không thể làm gì hơn quay đi quay lại đã 30 ngày trôi qua kể từ khi cuộc chiến bắt đầu lúc này vị luật sư kiên định với mong muốn đưa thân chủ david ra ngoài rồi sau đó sẵn sàng đấu tranh trước tòa nên ông đã đề xuất muốn vào bên trong để bàn với david về việc tự nguyện ra ngoài và kỳ diệu thay fbi đã đồng ý cho ông vào ông luật sư đã đưa ra rất nhiều góc nhìn có lợi cho david david tuy đang rất vững về tinh thần nhưng do những vết thương đang được điều trị tạm bỡ nên nhìn hắn rất tệ và suy nghĩ không còn quá thấu đáo nên hắn sẽ cân nhắc những lời khuyên của ông luật sư giới truyền thông bắt đầu cũng đưa ra nhiều câu hỏi cho thấy sự mệt mỏi khi không biết cuộc chiến này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa vì tính đến thời điểm báo chí đưa tin thì đã 48 ngày trôi qua và sự kiện này thu hút rất nhiều người hiếu kỳ đến xem trong số người hiếu kỳ đó có những kẻ mê súng và những kẻ khủng bố tương lai có lẽ họ đến để xem nếu họ thực hiện mong muốn kỳ quặc của họ thì chuyện gì tương tự có thể xảy ra với họ. Vào ngày 14 tháng 4 năm 1993, ngày thứ 46 của cuộc chiến, tay luật sư đã tham gia họp báo để công bố quyết định sắp tới của David, một giải pháp hòa giải khi hắn viết xong bài luận của hắn về tình hình hiện tại thì hắn sẽ tự nguyện bước ra cùng với những người còn lại ở bên trong. Đến thời điểm này thì team giải cứu con tin đã không còn tin vào những gì mà David nói, nên họ chỉ xem giải pháp đó là một chiến thuật trì hoãn nữa. Họ không thể kiên nhẫn chờ lâu hơn được nữa nên họ đã đề xuất sử dụng khí cay. Với bà bộ trưởng tư pháp vừa mới nhậm chức, sau khi xem qua hồ sơ có yếu tố ấm dâu này Thì bà đã chấp thuận ngay Vào ngày thứ 51 của cuộc chiến FBI đã gọi để thông báo với người đại diện của David Rằng họ sẽ phóng hơi cay vào khu nhà Mọi người bên trong liền lấy mặt nạ phòng độc ra để mang vào Bên ngoài thì xe tăng, bắn tỉa đều đã chuẩn bị sẵn sàng Hệ thống âm thanh báo động đã được bật lên để FBI thông báo về hành động sắp tới Bảo nhóm người bên trong không nên kích động vì đây không phải một cuộc tấn công một lát sau thì hơi cay đã được phóng vào bên trong khu nhà họ lập tức bắn trả liên tục bên ngoài thì im hơi lặng tiếng không phản công đến rạng sáng thì fbi cho xe cẩu bọc thép vào để kéo sập từng mảng của khu nhà vì họ cho biết bên trong khu nhà có một cái bong ke khá kiên cố nên họ đã lệnh cho xe cẩu bọc thép đục lỗ trong khu nhà để lực lượng bên ngoài dễ dàng phóng thêm hơi cay vào trong tay luật sư trong đêm cũng hay tin khi đang xem tin tức nên đã tức tốc gọi điện cho chỉ huy fbi để thương thảo nói rằng để ông vào trong bảo họ đi ra nhưng chỉ huy lúc này cực kỳ kiên quyết nói rằng giờ tôi không cần ông nữa từ đây chúng tôi sẽ có cách tiếp cận của riêng mình ở một thời điểm nhất định tất cả những người đang túc trực theo dõi tình hình trực tiếp của khu nhà đều thấy tòa nhà đang bốc cháy khói bay ra nghi ngút từ bên trong khu nhà theo góc nhìn của phía giải cứu con tin và bằng camera hồng ngoại từ trên cao cho thấy khu nhà bốc cháy đồng thời 3 điểm khác nhau chắc chắn đây là ý định phóng hỏa từ bên trong tòa nhà chứ không liên quan gì đến lực lượng phóng hơi cay bên ngoài mọi người đang theo dõi đều mong tất cả những người bên trong hãy nhảy thật nhanh ra ngoài để bản thân không bị bỏng ngọn lửa ngày càng lớn dần như từ từ nuốt chửng cả khu nhà to lớn dần dần càng có nhiều người lập tức nhảy sổ ra ngoài khi còn kịp tuy có thêm vài người đã chịu đầu hàng thoát thân nhưng vẫn còn rất nhiều người trong đó có trẻ em vẫn còn ở bên trong và với tình hình lửa táp lớn như vậy thì tay bắn tỉa đứng từ xa cũng cảm nhận được mọi người bên trong sẽ không thể toàn mạng đến khi tòa nhà cháy rụi gần hết thì xe cứu hỏa, cứu thương mới được tiếp cận Vì trước đó họ bị FBI cản không cho vào do sợ bị ảnh hưởng bởi những khẩu súng sẽ phát nổ bất cứ lúc nào Quả là một thảm kịch đối với những người khi bước tới đống cho tàn đó Tay bắn tỉa đã chia sẻ lại những gì ông đã thấy khi bước đến đó 1,6 triệu viên đạn súng trường đang bắt lửa Những trang kinh thánh cháy dở bay khắp nơi và cơ thể người cháy dở nằm la liệt Đối với những người đang theo dõi thì cảm thấy tiếc cho những người đã hy sinh cả tính mạng để tận tâm theo đuổi cái lý tưởng gàn dở của một tên ái kỷ cuồng tín đến điên dại. Vào ngày 20 tháng 4 năm 1993 tại Washington DC, Tổng thống Đương thời, Bill Clinton đã có phát biểu về sự việc đau buồn vừa qua. Ông cho biết trong cuộc chiến kéo dài 51 ngày này, các cục liên bang đã nỗ lực hết mình để tối thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất nhưng bất thành vì kẻ đối đầu với họ David Koresh là một kẻ nguy hiểm mất trí và có yếu tố lạ thần. Tất cả đều chỉ tay và chính phủ liên bang tác trách đã không làm tròn bổn phận, khiến cho sự việc đã gây ra thiệt hại lớn về người và của. Vào ngày 19 tháng 4 năm 1995, hai năm sau sự kiện Waco kết thúc, thì tại Oklahoma đã xảy ra một cuộc đánh bom khủng bố nhắm đến văn phòng của FBI, nơi mà phát ngôn viên chính của FBI trong vụ Waco đang làm việc. Người chịu trách nhiệm cho việc đánh bom khủng bố đó là người đã đến Waco để xem tình hình của khu nhà David. Thông qua sự kiện lịch sử đó, mỗi người liên quan đều có cảm nhận của riêng mình về những người đã hy sinh trong cuộc chiến 51 ngày đó và họ đều thống nhất một điều những người đã mất trong vụ hỏa hoạn đó đều là những người bỏ mạng vì lý tưởng của một người họ bỏ mạng vì theo đuổi những gì mà họ tôn dùng david chỉ là người lạm dụng sự tôn sùng đó để biến họ thành tay sai cho riêng mình để rồi khi lý tưởng của hắn lụi tàn theo đám cháy thì hắn cũng cố kéo theo những người vô tội đó đối với lực lượng đàm phán thì họ đã thất bại trong việc cứu người nhưng họ cũng hiểu được sự thất bại của mình đó là họ không thể thuyết phục tất cả mọi người trong giáo hội ra ngoài vì khi ra ngoài thì đồng nghĩa với việc họ sẽ bỏ đi lòng tin với chúa thứ mà được xem như huyết mạch chảy xuyên suốt trong người họ sự kiện lịch sử này bắt đầu bằng súng đạn và kết thúc bằng biển lửa. Người phải chịu trách nhiệm cho sự ra đi của 4 đặc vụ liên bang. 82 người thuộc Branch Davidian. Trong số đó có 28 trẻ em. Là không ai khác ngoài David Koresh. Kẻ đã lạm dụng tôn giáo để đề cao bản thân. Và đem phần lợi cho bản thân. Bạn có suy nghĩ gì sau khi xem xong video recap này? Theo bạn thì sự ra đi của David trong biển lửa như vậy đã thỏa đáng hay chưa? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.